Cởi ra, chú cởi ra. Đây giới thiệu quý bà con, đây là túi bao trái của Hà Bình Ngon mà bao mới được một thời gian đây. Da rất là đẹp. Nhiều người có thắc mắc là bao túi như này rồi, không có ánh sáng thì quả bưởi nó có rụng mất hay không, hay là có bị thối quả hay gì không. Thì đây là một vườn bưởi, người ta nếu mà thối thì không bao giờ người ta bao cả một vườn rộng này, rất là nhiều quả như này. Đây giới thiệu bà con. Đấy. Nên là chất lượng quả bao trái bao giờ cũng đẹp hơn và tránh được nắng rồi vàng châm. Quả sẽ phát triển lớn nhanh hơn so với quả không bao ở bên ngoài. Cái này bà con có thể tự mình thí nghiệm bằng cách là chọn hai hoặc ba quả chất to tương đương với nhau và sẽ bao một quả bớt lại hai quả ở ngoài. Sau nửa tháng thì bà con có thể so sánh. Và trước khi bao trái thì như Hà Bình Ngon thường thông báo với quý bà con là nên phun phòng trừ sâu vẽ bùa, nhện đỏ và bệnh kiến, dẹp sáp ở trên cây, đặc biệt là bệnh kiến và dẹp sáp. Khi bà quý vị bà con nếu không phun phòng mà có nhện đỏ hoặc là kiến, dẹp sáp chui vào quả như này thì rất là khó để phòng trừ. Mà thuốc phòng trừ thì rất là đơn giản, bà con có thể dùng thuốc Megacell cộng với dầu khoáng hoặc Senexon cộng với dầu khoáng để phòng trừ, đặc biệt là Megacell cộng dầu khoáng trị dẹp sáp và kiến rất là hiệu quả. Mà cộng với dầu khoáng bởi vì là dầu khoáng sẽ bám dính rất là lâu trong trong lá, trong thân cây nên là sẽ làm cho sâu bệnh quay trở lại sẽ lâu hơn. À, cây này thì vẫn thiếu chất, vẫn yếu. Thì vẫn là yếu. Màu lá này không được. Thì đây nếu mà nắng lên là héo đây. Ở nhà không nhận không? Màu lá. Nắng lên là héo. Cái này màu lá còn được. Đây là khỏe cây này. Đây là cây này diễn xịn đấy, nhìn lá này này, diễn xịn này. Diễn xịn của ông. Mới 4 năm thôi đấy mà sai này đấy. Áp dụng kỹ thuật của cháu năm nay bị hàng xóm bảo là cái ông não hâm đấy. Như là mưa cũng đi dung hoa mà nắng cũng đi dung hoa. Là cắt hết những cái cành tăm ở đầu cành đây. Đúng rồi đấy. Ông áp dụng kỹ thuật cháu khá là nhuần nhuyễn đấy. Nhìn mình vào những cái cây là thực tế người ta cắt như nào thì mình có thể là ra được. Của mình ấy, đầu cành nó con dài này. Đây là khách hàng của Hà Bưởi Ngon cũng đã áp dụng kỹ thuật bao trái bưởi và cắt tỉa cành tạo tán trung hoa của Hà Bưởi Ngon. Đấy, rất là sai. Cái này mưa này bón thúc thêm một đợt NPK nữa. Nếu mà cây mà như thế này là gần 200 quả ấy nhỉ? Sai lắm. Đấy, lúc chưa bao. Đây chú thử rút cái, đây chú thử rút cái mới ra xem nào để cho bà con xem. Đây xem là cái túi bao trái nhiều người bảo bao xong nó rụng. À hàng xóm bảo chú bị hâm đúng không? Hàng xóm bảo chú bị hâm đây. Đấy, hâm dở. Đấy bây giờ hâm dở thì giờ xem đây nó đẹp như da em bé đây. Đấy. Đây. Là quả của da đầu trước Tết đây này. Hoa một đây này. Đây là trước Tết. Đấy, đẹp chưa? Đấy, mã đẹp long lanh luôn. Trước Tết nha. Quả này là tháng 6 ăn được đấy. Mã đẹp đấy. Tháng 6 ăn được rồi nha. Đây là quản trị kinh doanh. Okay. Nên là tôi làm kinh tế thì cũng... Kiểu, chú ạ, à, kiểu như cháu bảo là ẩn tướng đấy. Ẩn tướng. Đây là... chả biết nào thật. Chịu nhé. Đây là đây chú là thầy tướng còn chưa xem được hết đấy. Ok, thế là tôi cũng giống như có cái quan điểm giống như chú Hà này. Đúng, không thích nòng quan. Vì tôi đầu tiên là trước nhà tôi là bố đây. Là nhà ở nó phải ngà nó mới liều nói được. Bà thì là ở Bạch Mai. Ông thì ở Ba Vì. Ba Vì ạ? Ở chỗ nào Ba Vì đấy? Này là ở ai? Ông ở Đầm Vân Hòa, xứ Vĩnh Yên. Đấy, cũng tuổi, cũng lũ, cũng tuổi, cũng chuột đấy.